Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Những tháng cuối năm là thời điểm thị trường bán sỉ lẻ hoạt động sôi động. Tuy nhiên, nhiều chợ dân sinh ở Nghệ An lại rơi vào cảnh ế ẩm, vắng khách, người bán nhiều hơn người mua. Ghi nhận tại chợ Vinh, ngôi chợ lớn nhất ở Nghệ An, những ngày này chỉ lác đác khách, chủ yếu là khách sỉ. Những gian hàng vắng vẻ, tiểu thương ngồi lướt điện thoại tám chuyện để giết thời gian. Hơn 30 năm kinh doanh chăn ga gối ở chợ Vinh, bà Hoàng Thị Hòa cho biết, trước khi vào khoảng thời gian này, bà làm không hết việc, nhưng nay chỉ ngồi chơi, bấm điện thoại vì cả ngày không có khách. Ế lắm, tất cả mặt hàng ở chợ từ hàng thực phẩm thiết yếu đến các mặt hàng quần áo, giày dép đều ế ẩm. Chợ không có người qua lại, cũng hiếm người mua hàng. Bằng giờ mỗi năm đã bắt đầu vào mùa mua sắm, nhưng năm nay tới giờ vẫn chưa thấy khách. Bà Hòa chia sẻ, nhiều tiểu thương cho rằng việc ế ẩm phần nào được dự báo trước do kinh tế khó khăn và xu hướng tiêu dùng thay đổi. Nhiều người dân thích mua sắm online. Khi được hỏi về kỳ vọng sức mua cuối năm nay, nhiều tiểu thương lắc đầu nói, chắc năm nay không có Tết. Chị Nguyễn Thị Tâm, tiểu thương kinh doanh mặt hàng quần áo cho hay, 3 năm nay, nhất là sau dịch Covid-19, khách vắng hẳn. So với trước, lượng khách lẻ giảm đến 80%, nay chỉ duy trì khách sỉ. Không mở quầy thì lo hàng tồn động, ẩm mốc, mở thì không bán được, tốn thêm tiền điện, tiền thuế. Từ giờ đến Tết, chắc cũng không khấm khá hơn là bao. Chị Tâm thở dài. Chẳng còn cảnh nhộn nhịp những tháng cao điểm chuẩn bị hàng Tết, tiểu thương thảnh thơi ngồi tám chuyện. Tại các chợ Ga Vinh, chợ Quán Lao, chợ Hưng Dũng cũng chịu cảnh hiu hắt, vắng khách. Lượng khách hàng giảm sút từ 60 đến 70% so với trước. Nhiều quầy cho bán chuyển nhượng, cho thuê lại ốt, bán ốt. Những tiểu thương cố bám trụ với việc kinh doanh hàng ngày, ra mở ốt bán nhưng không có người mua. Có những kiosk cả ngày không bán được mặt hàng nào. Bên cạnh đó, nhiều kiosk đóng cửa trao bán sang nhượng nhưng cũng không có người quan tâm. Tình trạng ế ẩm không chỉ xuất hiện ở khu vực này mà còn lan rộng đến một số chợ truyền thống nổi tiếng kinh doanh sầm uất tại thành phố Hồ Chí Minh như chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, chợ Tân Định, quận Nhất. Nơi đây đều xuất hiện những bảng sang sạp, cho thuê sạp, thậm chí nhiều kiosk đóng cửa để cắt giảm chi phí. Bà Khánh Hương, một tiểu thương bán hàng gia dụng tại chợ Bà Chiểu hơn 30 năm chia sẻ. Vào thời hoàng kim của chợ truyền thống, khu chợ này chật kín các sạp kinh doanh đủ loại mặt hàng. Một kiosk tại chợ có thể đem lại thu nhập đủ nuôi cả gia đình và chi phí cho con cái ăn học. Ngày trước, muốn thuê hay mua lại sạp ở chợ còn phải tranh nhau. Có lúc, một kiosk chợ vài mét vuông còn đắt đỏ hơn mua một căn nhà. Nhưng ai buôn bán cũng phải dành dụm, gom góp để mua đất. Thế nhưng, chợ bây giờ có nhiều sạp đóng cửa gần cả năm nay. Cho thuê hay sang lại giá rẻ cũng không mấy ai quan tâm, bà Hương nói. Không khí vắng vẻ, ảm đạm, đặc biệt diễn ra ở khu vực bán quần áo, đồ gia dụng, giày dép. Bà Cù Thị Kim Thúy, tiểu thương bán quần áo tại chợ Bà Chiểu, rưng rưng tâm sự. Thời gian gần đây có những ngày mở cửa nhưng không bán được món đồ nào. Cứ nghĩ rằng sau dịch tình hình sẽ ổn hơn, nhưng bây giờ một mình tôi ôm 7 sạp, ế đến mức một mình bán mà không cần thuê thêm người phụ, bà Thúy ngán ngẩm. Hiện nay có rất nhiều tiểu thương kinh doanh truyền thống đang nỗ lực học và áp dụng công nghệ bán hàng trực tuyến. Ông Phạm Ngọc Duy, tiểu thương kinh doanh vàng bạc tại chợ Hòa Bình, quận 5 cho biết, thời điểm sau dịch, lượng khách mua trực tiếp tại chợ sụt giảm, cửa hàng phải tìm mọi cách để tiếp tục kinh doanh nhằm có đủ nguồn thu, chi phí duy trì cửa hàng và đội ngũ nhân viên. Khi thấy hình thức bán hàng online, ông Duy cùng vợ nghiên cứu bán thử, ban đầu chỉ chụp hình sản phẩm rồi đăng bài. Hiện tại đã bán được cho những khách hàng ở nhiều tỉnh thành, không riêng thành phố Hồ Chí Minh. Bán online khó nhất là làm sao đảm bảo được an toàn khi vận chuyển hàng, đáp ứng tốt nhất được yêu cầu của khách, nên phải biết tư vấn hết sức kỹ càng, ông Duy kể. Không riêng gì chợ Bến Thành, và một vòng các chợ thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ghi nhận không khí vắng vẻ, ảm đạm tại hầu hết các quầy sạp, từ chợ lẻ tới chợ sỉ, tiểu thương đua nhau bỏ sạp vì ế ẩm. Các tuyến đường từng buôn bán sầm uất nay chi chít biển sang nhượng, trả mặt bằng. Bà Nga, tiểu thương kinh doanh quần áo trong chợ Bình Tây, quận 6, chia sẻ sạp bà chủ yếu bỏ sỉ cho khách các tỉnh. Kinh doanh tại chợ gần 20 năm, chưa bao giờ bà thấy cảnh chợ khó thế này. Khách từ các tỉnh đến lấy hàng ngày càng ít, mối quen cũng mất dần. Ế ẩm kéo dài, tôi cũng tính chuyển qua bán lẻ giá rẻ, nhưng không cạnh tranh nổi với hàng online. Muốn học bán online nhưng tuổi cao, học chậm. Nhiều khi sử dụng điện thoại thông minh còn phải mò mẫm. Con cháu dạy đi dạy lại còn quên, nói chi bán hàng. Bà Nga than thở. Nhiều tiểu thương thừa nhận thói quen mua sắm qua kênh thương mại điện tử đã phá vỡ kênh kinh doanh truyền thống. Hoạt động mua bán tại các chợ ngày càng bị thu hẹp. Thêm vào đó, kinh tế khó khăn khiến sức mua sụt giảm nghiêm trọng, tình trạng ế ẩm kéo dài. Bà Ý Nhi, có sạp rau tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, cho hay
Dù sạp nhà bà ở vị trí đẹp ngay cạnh lối ra vào chợ, nhưng sức mua vẫn ì ạch. Từ khi bùng dịch Covid-19, người ta đặt đồ ăn tươi trên ứng dụng nhiều, vừa rẻ lại được miễn phí vận chuyển. Tiện mấy cũng chẳng thể tiện bằng đặt hàng online, giao về tận nhà. Bà Nhi tâm sự. Trên đường thời trang Nguyễn Trãi, quận 5, con đường sầm uất tập trung hàng chục shop quần áo lớn nhỏ, cũng trong cảnh vắng vẻ, cũng như mặt bằng bỏ trống, tràn ngập rác quảng cáo. Bà Nguyễn Kiều Trang, chủ một cửa hàng kinh doanh thời trang nữ trên con đường này, cho hay sức mua sụt giảm mạnh, chỉ còn bằng phân nửa so với trước đại dịch Covid-19. Các shop quanh đây đổi chủ liên tục, chủ nào cũng than gồng lỗ, ráng được chút nào hay chút đó, bà Trang nói. Trong khi đó, ông Nguyễn Quách Nhi, giám đốc ngành hàng thực phẩm tiêu dùng Tiki cho biết, doanh số ngành thương mại điện tử trong nước quý 3 năm nay đã tăng khoảng trên dưới 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Và tốc độ tăng trưởng này giữ ở mức tốt với 25-40% mỗi năm. Tăng trưởng thương mại điện tử và việc sụt giảm ở kênh bán lẻ truyền thống được ông Nhi cho rằng là vấn đề tất yếu và phù hợp xu hướng phát triển. Thương mại điện tử quá phát triển, người dân chủ mua hàng qua kênh online hơn vì tiện, đặc biệt với sản phẩm thời trang, thậm chí ở Việt Nam, có thể đặt mua hàng ở nước khác chỉ trong vài click chuột, ông Nhi lý giải. Đại diện một sàn thương mại điện tử cho biết, chi phí để một sàn thương mại điện tử hoạt động hiệu quả là rất lớn, có thể lên đến cả nghìn tỷ đồng mỗi năm, nhưng với doanh thu có thể đến 100.000 tỷ đồng trên năm. Việc chi ra 1.000 tỷ đồng là con số rất nhỏ. Do đó, việc đầu tư mạnh thương mại điện tử là điều tất yếu nếu kênh hoạt động hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp chỉ bán một sản phẩm thời trang, thực phẩm trên sàn thương mại điện tử, nhưng doanh thu cả hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Bán hàng online dễ dàng, ít tốn chi phí so với offline, so với sạp chợ, đặc biệt chi phí mặt bằng. Kênh bán hàng này phát triển đồng nghĩa với kênh kia phải giảm lại, vị này phân tích. Đồng quan điểm đó, ông Bùi Văn Thành, đại diện một doanh nghiệp nhập khẩu thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thương mại điện tử chiếm khiêm tốn với khoảng trên dưới 10% trong tổng doanh số bán lẻ, còn lại chủ yếu vẫn là kênh truyền thống. Tuy nhiên, với khoảng 500.000 nhà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử trong nước và tốc độ phát triển kênh này, việc dịch chuyển là điều dự báo trước, đòi hỏi tiểu thương các chợ truyền thống phải thay đổi. Thay vì chỉ bán sỉ, tiểu thương hãy chọn bán lẻ nhiều hơn hoặc bán những sản phẩm phụ kiện ít chịu sự cạnh tranh trên chợ mạng, bán vật tư phụ kiện thời trang, dụng cụ cho khối doanh nghiệp sản xuất. Ông Thành gợi ý. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.